Tại lớp học Phương Xăm Hiện Đại Honey hôm nay thì bạn Thái đang lên mẫu môi cho một khách hàng. Thì bây giờ mình cái việc đầu tiên mình sẽ phải tẩy cái bờ chết cho môi. Tại vì sao một số người có thói quen tẩy nhưng mà có một số người thì không. Thì cái việc mình muốn đưa kim vào mực nhiều nhất có thể thì cái loại bỏ những cái tế bào chết cũng như là những cái phần da khô á, nó sẽ giúp mình đưa vào mực nhanh hơn và đỡ cái việc là cản trở cái kim của mình ha. Thì bây giờ này, điều đầu tiên á, luôn luôn đó là một chiều. Ví dụ như tay bao tay này là bao tay mới, chỉ khi chị xịt ra ở đây rồi một lượng vừa đủ. Còn nếu mà chị muốn lần thứ hai thì chị phải đưa qua ngón khác, hoặc là mình sẽ xịt ra một cái chum riêng rồi mình mới dùng, chứ không có dùng ngón tay này đã đưa lên trên môi của khách hàng rồi mình lại dùng lần tiếp theo ha. Thì khi mà mình đã có một cái lượng tẩy tế bào chết vừa đủ rồi thì mình cho vào môi của khách hàng và massage qua về như thế này, nó sẽ lấy đi những cái lượng da thừa hay là những cái lượng tế bào chết của khách hàng ha, làm cho môi của khách hàng nó mỏng mịn hơn. Sau khi mình tẩy tế bào chết xong thì mình là dưỡng ẩm cho khách hàng thì nó mềm hơn rất là nhiều ha.